Nằm đi. Tàu này còn cua ta đi thế nó vả cho vỡ mặt này. Kiếm được 2-3 triệu đó là kinh khủng lắm rồi. Cảm ơn anh nhá. Cái gì? Chồng biết chốc nhau anh. Cái gì? Chồng biết chốc. Không, phép lại cái con kia cả. Hồi cao lên núi dập không cần bị dập từ dưới đâu.
Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.